U23 Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á, Madam Pang bị tố ông đờm. Báo chí Thái Lan thông cảm cho đội U23 vừa bị loại ngay vòng bảng giải châu Á ở Qatar, sớm kết thúc giấc mơ giành vé dự Olympic 2024. Nhưng đã đặt câu hỏi về sự điều hành của Madam Pang với nền bóng đá nước này. Madam Pang, nữ tỷ phú Nuan Phan Lam Sam, hiện là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, vừa thâu tóm thêm chức vụ quan trọng giám đốc điều hành giải Thai League. Tuy nhiên, bà Pang không thể giúp đội U23 Thái Lan có được đội hình mạnh nhất dự giải châu Á, sớm bị loại ngay vòng bảng. Madam Pang đã ôm đồm quá nhiều chức vụ quan trọng của bóng đá Thái Lan, khiến nhiều phần việc đang bị ách tắc và hiện không một ai biết được trách nhiệm của mình là gì. Nếu không giải quyết được một cách cụ thể, mọi thứ có thể dẫn đến tê liệt và bóng đá Thái Lan vẫn không có bước tiến như Madam Pang hứa hẹn. Rõ ràng, sau sự ngọt ngào ban đầu, sự cay đắng cũng đã sớm đến. Đó là thất bại của đội U23 Thái Lan tại giải U23 châu Á đang diễn ra ở Qatar, tờ Thai Rác viết. Theo nhà báo Dinh Rắc Trác Xuân của tờ Siam Post, không có gì để chỉ trích đội U23 Thái Lan. Họ đã thi đấu nỗ lực ở các trận vòng bảng, giành được 3 điểm và giữ hy vọng tranh vé vào tứ kết giải U23 châu Á cho đến phút cuối. Như vậy cũng là hơn cả sự mong đợi. Đội U23 Thái Lan đặt mục tiêu lấy vé dự Olympic 2024, nhưng họ đã thua cả trước khi lên máy bay sang Qatar. Nguyên nhân vì không thể triệu tập được những cầu thủ tốt nhất khi nhiều câu lạc bộ ở giải Thai League không nhả quân, vì đây là giải không nằm trong lịch FIFA Days. Do đó, đây là thất bại phải chấp nhận. Tại bảng C vòng chung kết giải U23 châu Á 2024, đội U23 Thái Lan do huấn luyện viên Isara Suitaro dẫn dắt có khởi đầu như mơ khi bất ngờ thắng đội U23 Iraq tỷ số 2-0. Nhưng trận tiếp theo voi chiến để thua đậm U23 Ả Rập Xê Út tỷ số 0-5. Trước khi thua tiếp U23 Tajikistan tỷ số 0-1 với bàn thua phút chót, khiến sớm bị loại ngay vòng bảng. Vì không có đội hình tốt nhất, U23 Thái Lan đã gặp nhiều vấn đề về sự hòa nhập do có nhiều cầu thủ mới và cả thể lực không đảm bảo. Chúng tôi chỉ chơi tốt ở trận ra quân, nhưng sau đó lại không hồi phục tốt. Khi gặp đối thủ mạnh, chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề. Ở trận đấu với Tajikistan, thật tiếc khi chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đã bỏ lỡ. Đây là bóng đá, đôi khi mọi thứ không như mong đợi, dù chúng tôi đã được kỳ vọng rất nhiều, huấn luyện viên Isara Suitaro chia sẻ, sau khi U23 Thái Lan sớm chia tay giải châu Á, trong khi đó, trước nhiều chỉ trích và cả sự thông cảm từ báo chí Thái Lan, Madam Pang gửi thông điệp đầy ẩn ý trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook, mỗi một ngày mới, sẽ mang đến cơ hội mới. Chúng ta tiếp tục bắt đầu lại, tiếp tục chiến đấu và tiến lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.